Xin chào các bạn. Thì hôm nay các bạn đã nhìn thấy trên màn hình đó là một chiếc xe CB 150R, CB150R nha các bạn. Mà đã từ lâu rồi mình bỏ quên nó luôn ha. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với chiếc xe này bằng cách là mình review và báo giá xe này luôn. Hiện tại thì chiếc xe này nó đang có mặt tại head Honda Thành Tín đó các bạn. Mình xem sơ ngoại hình nha. Từ lúc chiếc xe này ra mắt, mình nhớ không nhầm là khoảng năm 2019 thì mình đã bị gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên các bạn. Kiểu dáng neo sport cà phê thì dòng xe này á, Honda trải dài phân khúc từ 1.000 phân khối cao nhất cho đến thấp nhất là chiếc xe này 150 phân khối, kiểu dáng neo sport cà phê ha, một dòng naked bike đó các bạn, mang trong mình là nét cổ điển nha. Một chiếc xe thể thao thực thụ luôn, dành cho quý ông. Thì hiện tại á, cái giá đề xuất xe này á, nó sẽ là 105 triệu từ khi ra mắt cho đến bây giờ. Không lên, không xuống. Nhưng mà Head Thành Tín á, sẽ bán xe này với cái giá tốt nhất, tức là giá có thương lượng. Bạn nào quan tâm thì mình cứ đến ngay Head để mình thương lượng giá ha. Mình sẽ cho các bạn hai số điện thoại, một di động và một số bàn ở trên màn hình, cùng với địa chỉ cửa hàng ở phía dưới màn hình. Còn bây giờ công việc của mình tiếp tục sẽ là review xe này, quay trở lại xe này. Lâu lắm rồi các bạn ha. CB 150R Neo Sport Cafe. Đầu tiên á, phải kể đến là cặp phụ upside down màu vàng đồng, có cái đường kính là mình nhớ không nhầm là 41 mm các bạn ha. Có thể nói là rất là to, cho vẻ cơ bắp và hầm hố vốn dĩ đã có sẵn trên xe rồi, với cái bình xăng này các bạn rất là cơ bắp. Tuy nhiên á, cái bình xăng xe sẽ là 8,5 lít thôi, một con số mà gọi là không quá ấn tượng các bạn ha, chỉ là 8,5 lít, nhưng mà ở trong một cái hình hài rất là đẹp các bạn xem nè ha, cơ bắp. Bên ngoài này á là ốp nhựa nha, phía trong này là một cái logo Honda in nổi nha, in 3D ha, rất là đẹp. Cùng với đó phần tem bạc sang trọng được phủ từ trên này chạy dài xuống đây, dưới này là một cái viền đỏ đó ha, tạo kiểu dáng như là một cái lá cờ đúng không các bạn. Còn phía dưới này á, trang trọng nữa là một cái miếng nhựa sơn đen bóng ha, có chữ CB 150R ở đây. Cái phần này nó sẽ như là một cái bờ vai ha, rất là cơ bắp các bạn. Đây mình quay trở lại với phần phía trước, phần phuộc này là của Showa nha các bạn ha, phuộc Showa đó các bạn. Đây chữ Showa nè, màu trắng nổi bật trong cái nền màu đỏ ha. Đường kính này là 41 mm, đúng rồi, mình nhớ không sai đâu, to lắm các bạn, màu vàng đồng cực đẹp luôn. Và ở dưới cái cặp phuộc này á, sẽ là một cái bộ phanh đĩa đường kính to nè ha, kẹp phanh Nissin này là 4 bích tông đối xứng đó các bạn, tức là bên này 2 bích và bên kia 2 bích đối xứng nhau, rất xịn sò các bạn thấy không đó. Và đương nhiên rồi, không thể thiếu được là một cái bộ phận phanh ABS, cái này là cái vòng độc nha các bạn. Phanh ABS sẽ có mặt ở phía trước và phía sau của xe luôn ha, kèm với đó là cặp lốp cũng rất là to, một con số rất ấn tượng các bạn xem nè, 110 70 ha, cái lốp này to đó các bạn, 110 và 70, bạn nhìn lớp phía trước nè. Cái lớp này là của Dunlop ha, một thương hiệu rất nổi tiếng nha các bạn, Dunlop. Bây giờ mình sẽ sẵn rồi, mình ra phía sau cho các bạn xem luôn cái phần vỏ sau nè. Đây, lớp sau Dunlop là các bạn ha. Và kích thước lớp sau á là siêu to khổng lồ 150 ha, 150 và 60. Cho nên là cái phần vỏ xe các bạn sẽ thấy nó sẽ rất là mỏng ha, nó cho mình nhìn vào là biết ngay đây là một cái xe thể thao ha, cái lớp nó mỏng chiều này và cái chiều này nó sẽ to 150 nữa các bạn, cho nên là tăng khả năng bám đường ha, độ đầm chắc và thêm nữa là vẻ hầm hố của xe. Còn đây là phần phanh đĩa phía sau cũng là Nissin nhưng mà mỗi bích tông thôi, được sơn đỏ thế này. Còn đây là phần đĩa sau và cái con mắt độc nè, cái vòng độc nè các bạn, thành 2m2 kênh.
Và ở đây rồi mình không thể nào quên được cái phần gọi là đặc trưng nhất của dòng xe này, mình rất thích luôn. Đó chính là phần gấp. Đây là một chiếc xe mà hiếm, rất là hiếm luôn. Honda trang bị cho một bộ gấp cực đẹp ha. Còn ngoài ra những dòng khác á, thì gấp của Honda rất là đơn giản ha, như là một cây thép vuông vậy đó, nó không có gì đặc biệt nổi trội. Còn riêng cái dòng này các bạn nhìn kỹ phần gấp nè, đẹp không? Cực đẹp luôn, nhìn vào là thấy nó thể thao rõ rệt, đúng không các bạn? Và đương nhiên dòng xe thể thao thì nó sẽ không trang bị một cái chân chổi, chân chống giữa nha các bạn ha, không có chân chống giữa đâu. Và dưới này chúng ta sẽ một cây bô. Cái bô này nó sẽ là cái bô rút gầm ha, cực kỳ gọn gàng và cũng rất thể thao luôn các bạn nhìn nè ha. Không lẫn vào đâu được các bạn. Khi đi ra đường á, nhìn cái thiết kế này ha, đút ở dưới cái gầm mái nè. Và khẽ vảnh lên chút xíu thôi, nhưng mà rất đẹp. Đó. Còn phần phuộc sau á được sơn đỏ, phuộc này được đặt một cái góc rất là nghiêng các bạn, nghiêng nhiều á ha. Nghiêng nhiều luôn. Đây, các bạn xem kỹ hơn ha. Còn ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái nữa là gác chân của người ngồi sau. À. Tự nhiên đâu phải mà có giá 105 triệu đó các bạn, nó phải mang trên mình một cái gì đó rất là đặc biệt đúng không? Đặc biệt hơn nữa là xe này là Honda Thái Lan ha. Việt Nam mình, Honda Việt Nam mình nhập về đó các bạn. Cụm động cơ chỉ là 150 thôi nha ha, 150 thôi, nhưng mà mã lực nó cho là khoảng chừng 16,1 mã lực đó. Nói chung con số này nó không quá ấn tượng, nhưng mà như thế cũng đủ dùng rồi các bạn. Động cơ DOHC 6 số nha, 6 số luôn. Còn đây là phần khung sườn được để nổi ra ngoài thế này, vì cơ bản đây là dòng xe Naked Bike cho nên là nó sẽ phô cục máy và một phần nào đó là cái khung sườn ha, đưa ra ngoài. Nó kịch bay đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến vào phía bên này cho các bạn xem phần động cơ phía bên này ha. Đây. Mười sáu phẩy một mã lực nha các bạn, và hộp số sẽ là 6 số. Đây. Còn gấp phía bên này, phía bên này thì gấp nó sẽ hơi hiền chút xíu, nhưng mà nó vẫn to bản các bạn, nó cho mình một cái vẻ thể thao cần thiết đủ để có ha. Đây, năm sản xuất 2019 nữa các bạn, đúng rồi, xe này ra mắt năm 2019 ha. Còn đây là phần sơn nhông dĩa, sơn dĩa của xe nè các bạn. Chừng ha, bây giờ mình sẽ tiến lên phía trên. Ngoài cái bình xăng cơ bắp ra rồi, chúng ta sẽ có một cái phần yên của người ngồi trước và người ngồi sau á, được phân tầng rõ ràng, nhưng mà nó không quá chênh lệch về chiều cao, cho nên là với những bạn mà chở thêm người yêu phía sau chẳng hạn thì nó cũng không quá chới với ha, gần như là nó bằng nhau rồi. Còn đây sẽ là một cái tay nắm, tại vì Honda không bố trí một cái phần tay nắm phía sau nữa các bạn ha. Còn đây là phần đèn phía sau nè. Và tất nhiên rồi, sẽ là đèn LED nha các bạn. Đèn LED toàn bộ nha. Đó. Còn đây là phần đèn xi nhan ha, tách rời, bát biển số, miếng phản quang, đèn soi biển số trên này và lốp 150 siêu to khổng lồ ha, bề ngang rất là to các bạn. Mình xin nhắc lại cái giá 105 triệu này là có thương lượng nha. Vì đây là giá đề xuất của hãng thôi ha. Bây giờ mình tiến đến phần đèn phía trước nè. Thì từ dòng 150 cho đến dòng 1000 phân khối luôn, tất cả đều trang bị một phần đèn phía trước là dạng tròn thế này ha, tròn cổ điển. Nhưng mà ở bên trong đó là một cái công nghệ hiện đại bóng LED chia làm hai tầng ha. Tùy vào cái đời và cái phân khối xe mà cái miếng ngoài này nó sẽ làm khác nhau một chút xíu các bạn. Cái này là nhựa nè ha, được sơn bạc đó, phần nhựa ha. Đây, còn đây là phần cát nước.
phần các nước thì cái chiều cao nó không nhiều, nhưng mà cái bề ngang các bạn nó rất là lớn. Còn đây sẽ là phần cụm động cơ phía trước nè, cổ bô nè các bạn, phần còi ở đây ha. Cái phần phục này bên ngoài nó sẽ hơi vàng hơn trong hình chút xíu nha các bạn. Bây giờ mình tiến lên phần cụm đồng hồ, thì đây là một cái cụm đồng hồ LCD ha. Bên này chúng ta sẽ có cái gì đây? Quạt pha ha, còi, xi nhan và đương nhiên rồi, bắt sinh chỗ này. Đó. Tất nhiên rồi, xe thể thao là bắt sinh phải chỗ này thì mới đẹp. Đúng không? Bên này nữa, đây là cái bình dầu thôi. Đây là hai cọng dây ga, ga đôi nha. Và bên này chúng ta không có công tắc đèn đâu, mà chỉ có một cái công tắc tác động cơ khẩn cấp thôi. Phím đề ở đây rồi. Đó, di động trần các bạn. Sơn đen mờ luôn ha. Còn đây là cái bình xăng. 8,5 lít đó các bạn. Bây giờ mình sẽ mở nắp bình xăng cho các bạn xem luôn ha. Đó, như thế này. Đơn giản ha. Rồi, mình sẽ trả lại vị trí chìa khóa này nằm ở đây. Hai chìa nha các bạn. Xe chưa có đổ xăng nha. Chưa câu bình luôn các bạn. Còn đây là cụm đồng hồ LCD nè, đầy đủ như hết những thông tin trên này. Rồi có thêm hai phím bấm nữa ha, để điều khiển. Về dung tích nhớt á, là 1,3 lít. 1,3 lít nha các bạn. Chiều cao yên á, là 795mm. Với cái chiều cao yên này á, thì nó sẽ tương đương một chiếc Winner. Thì những bạn cao khoảng 1m65 trở lên ha, ít nhất là 1m65 đó các bạn, thì mới có thể là ngồi xe này thoải mái. Tốt nhất là khoảng 1m68 và 1m7 là ok ha. Và trọng lượng xe là 125kg. Tính ra nó không nặng hơn chiếc Winner bao nhiêu. Winner thế hệ mới này là 122kg, thế hệ cũ là 124 đó các bạn. Nói như thế để các bạn dễ hình dung nha. Xe thì nói chung các bạn nhìn phía trước nè thì nó hơi ngắn đòn, nhưng mà nhờ cái phần bắt biển số phía sau ha, giúp cái xe nhìn thấy nó dài hơn chút xíu. Bạn nào mà xài biển số rút gầm nữa thì thấy chiếc xe cực kỳ gọn. Đó, rất là gọn gàng và săn chắc, đúng không? Rồi, bạn nào quan tâm thì mình cứ alo cho cửa hàng, mình đến xem xe ha, cho nó kỹ luôn. Mình biết vẫn có rất nhiều bạn yêu mến cái dòng xe này. Đó. Còn về mức tiêu thụ nhiên liệu, 2,3 lít cho 100 cây số, tức là một lít mình có thể đi được là 43,4 cây số tầm đó ha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc video nha. Nãy giờ ở kế bên, cái nhà kế bên đang làm cái gì đó rất là ồn ào. Xin chào các bạn luôn nha.